Hôm qua ngày 23 tháng 5 tại đại hội cổ đông của hãng hàng không Việt Nam Airlines Hãng này công bố sắp hoàn tất đàm phán hợp đồng mua bán cổ phần với tập đoàn hàng không Anna Holdings của Nhật Bản Để tiến hành ký kết chính thức vào cuối tháng 5 năm 2016 Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt kết quả đàm phán này Số cổ phần được bán cho INA Holding là 107 triệu cổ phần, tương đương gần 9% vốn điều lệ của Vietnam Airlines. Dù Vietnam Airlines không công bố, nhưng theo ước tính, tổng giá trị bán gần 9% số cổ phần phát hành thêm, khoảng 108 triệu đô la Mỹ. Theo hãng, việc INA Holding trở thành cổ đông chiến lược sẽ tạo tiền đề cho hãng tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nguồn lực tài chính, chất lượng dịch vụ, phát triển thị trường, tiếp cận công nghệ mới. Hãng cũng cho biết sau khi hoàn tất giao dịch này sẽ tiếp tục phát hành thêm cổ phần để giảm tỷ lệ nắm giữ của cổ đông nhà nước còn 75%, hướng tới giảm tiếp xuống 65% vốn điều lệ.